AL thứ nhất nó là kim, kim loại là nam đó, hóa trị máy nói không hơi ra được hả, y chang nam thì cần uống, cần hít gì, hít oxy, hít oxy rồi khí cờ, cờ lo hay nói nôm na đi chính là phi chốt chỗ đó chưa. Có khác gì kìa kim loại với kim loại kiềm thổ không? Không. Tiếp tác dụng tiếp theo, nam thì tác dụng được với gì? Uống nước đi. Và nhớ ở phải ở nhiệt độ cao nghe không? Còn nhiệt độ thường không có phản ứng nghe không? Tiếp nam thì yêu nữ đi. Tác dụng được với a? Axit, cẩn thận cái chỗ axit này. Tiếp nam thì tác dụng tiếp, nó tác dụng được với axit thì nó cũng nó có cái lại vậy nè, nó tác dụng được oxit kim, kim loại nào đó có khác chỗ này. Và nhớ thằng này lưỡng tính, lưỡng tính là có mấy tính chất, hai vừa có tính nam là tính bây giờ, vừa có tính nữ là tính axit nuốt.